Ca sĩ Phi Nhung được đưa đi hỏa tán Thi hài của Phi Nhung được gia đình và người thân hỏa tán tại thành phố Hồ Chí Minh Sau 10 ngày nữ ca sĩ qua đời Anh họ Phi Nhung Thanh Huy xác nhận Thi hài ca sĩ Phi Nhung được hỏa tán ngày 8 tháng 10 Do vướng nhiều thủ tục giấy tờ Nên gia đình chưa thể đưa thi hài ca sĩ về Mỹ như nguyện vọng của con gái và người thân của Phi Nhung để nhìn mặt lần cuối. Sáng sớm ngày 8 tháng 10, anh Đỗ Minh Trí, trợ lý cố ca sĩ Phi Nhung, đăng tải hình ảnh thân thiết giữa anh và Phi Nhung lúc sinh thời, kèm dòng chia sẻ. Mình bay nha, ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả đã bày tỏ lòng thương mến và gửi lời tiễn biệt giọng ca đã gắn liền với tuổi thơ của người hâm mộ qua nhiều thế hệ, mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung ra đi thanh thản và chuyến bay không vé khứ hồi của cố ca sĩ thượng lộ bình an về bên vòng tay ấm áp của gia đình. Trước đó, tối ngày 28 tháng 9, lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Trong lễ cầu siêu, thượng tọa Thích Đức Thiện gửi lời chia buồn và trao tặng bằng tuyên dương công đức và những đóng góp cho nữ ca sĩ mang pháp danh Tịnh Bình. Sáng ngày 29 tháng 9 giờ Việt Nam, con gái Phi Nhung quen đi Phạm cùng người thân và đồng nghiệp tổ chức lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung ở Tịnh Xá Giác An tại Mỹ. Sáng ngày 30 tháng 9, các con nuôi và người thân trong gia đình cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà. Ba ngày qua, nhiều nghệ sĩ như Long Nhật Nhật Kim Anh, Quách Tuấn Du cũng đến thắp hương và gửi hoa tiễn biệt nữ ca sĩ. Sau hơn một tháng điều trị Covid-19 tại bệnh viện chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào 12 giờ 15 ngày 28 tháng 9. Sự ra đi của nữ ca sĩ để lại nỗi buồn thương tiếc cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.